Bây giờ xe cấp cứu cũng đã đến để đưa anh ấy về Chi Tôn nha quý vị. Nghe đây hả chị? Nghe đây hả? Thì đây nước lớn mà. Sự việc rất là đau lòng, người nhà rất là buồn nha quý vị. Đi nữa hay gì? Đi. Rồi đang đưa anh lên xe để mà đưa anh về Chi Tôn. Cũng hên đó là khi mà anh em vô tới là mọi vừa tới dứt luôn. Chứ mình người miền Tây mà biết lỗi chứ. Cái đó là cái máy của Honda của mình đó. Cũng vừa nó quờ trúng là cái bắt đầu không còn cảm giác nữa. Người lái hiểu không? Thì cái dịch nó vẫn quơ rồi. Nãy trúng ngày đầu chú? Ngày đây phải không chú? Mai tay thì cũng có biết lỗi nhưng mà đã trúng rồi. Rồi xe đã đưa anh đi về Chi Tôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Người nhà rất là đau lòng. Hãy xin chia buồn gia đình Nam Mô với được. Từ 10 giờ trưa tới giờ hả vậy? 10 giờ rưỡi trưa tới giờ đó hả? Phải mà cái ông mà đụng nó mà ổng lại ổng cuốn là cũng được. Là như vậy là xô nó đụng với cầu hay gì chị? Dạ. Rồi ông kia ông đi luôn hả? Ra chạy bỏ luôn hả? Người kia bỏ chạy bỏ luôn hả? Dạ. Rồi một ông chú kia thì ông bò lên được. Rồi ông có kêu đi tả bộ, ngày nay là đi tả bộ bằng mã. Về hả? Không biết qua cho hả? Từ đây. Đây đi về, đi về, đi về, còn mới biết là còn về con ơi. Dạ, dạ, dạ. Ơi, ơi, cái xe có đi nam đâu, chạy cái chặt đâu. Cầu 13 kinh 1. Kinh 1 ha. Ừ, chạy chỗ chợ đó, chỗ chợ 13 chạy xuống khoảng chừng 500 mét à. Dạ, dạ. Qua cầu chạy xuống. Vậy vậy chừng nào em nó về ha chị? Chút xíu về tới. Lát về tới là nó tới. Rồi anh kia có sao không chú? Còn ông bác tôi thì bể độc. À, trả đi bệnh viện hả? Dạ, là đi hai người. Bốn người kia vô lấy xe chạy theo thì nó đụng trước rồi. Bốn người kia nó lợi thì thấy một ông bác ông già đó bò lên. Coi kêu chạy về từ từ chứ đừng có mà thấy quá xe cộ không đó. Chết rồi. Dạ. Cái kìm mày.
rồi hai thằng chở đi, hai thằng mò mà không được, một hồi không được, mới chạy theo kiếm ai rồi, rồi đuổi thiệt kịp ghe tàu chở chở không ai bự luôn anh về trở về chồng chút nữa đang làm việc chút nữa. Ghe cậu cá ha. Đúng phải ghe cá. Vậy là ghe cậu cá đó bắt được chăng hay là phải mà ông đụng người ta mà ông vớt rồi người ta lên, người ta đâu có chết gì. Ông đụng mà ông ấy bây giờ vớt lên đi dùng ta chết, người ta cũng khoan hầm dạ. Đi nè, ông chung bản nè, chung tôi đâu nè, tôi đi về về xem ta, còn em đi về vỏ đó. Dạ. Vậy sớm chị đi với nó đó, nó mặn đằng đây, tại bữa nay nó mặn cho bên vợ nó, chồng mấy ông ngoại vợ, ông nội vợ đâu đó. Chị gia đình này khó khăn không chị? Khó khăn lắm, đi ra nhà nó coi dưới mấy sông á, đi ra ngoài coi nhà nó coi. Cái chạy dưới mấy sông chứ không phải cái nhà mà cắt đất của người ta dưới mấy sông gì nè. Chúc mấy anh đi ra ngoài coi đi. Dạ. Đây vậy đây là vậy đây nha, gặp mấy không? Vừa qua cầu nè, đi ông đi theo tôi nè, tôi đi nè. Dạ. Nếu mà đi ơi. Quẹo tới cầu qua, quẹo bên trái bên phải. Bên qua cầu anh quẹo phải. Vừa qua xuống. Đó là qua quẹo trái qua phải hỏi bà chỉ mới được. Qua cầu quẹo phải ha. Vừa qua quẹo xuống. Quẹo xuống bây giờ thì không mấy bà dẫn mấy tôi đi xuống đó đi chứ mấy tôi đâu biết nhà đâu. Ờ gan gì đây. Rồi.